và cái nền tảng hôn nhân gia đình hiện nay nó càng bị lung lay đi. Vì điều đó cho nên mọi người coi thường giá trị hôn nhân, được thì ở nhau, không được thì ly hôn. Còn cái việc mà Hương cảm thấy rằng đánh ghen là một cái chuyện rất là lỗi thời. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những người phụ nữ, chúng ta cũng được cha mẹ sinh ra đầy đủ chân tay và xinh đẹp, và đã được từng người phụ nữ, người đàn ông này yêu thương thế nào mới cưới chúng ta về. Còn nếu như bây giờ người đàn ông đó cảm thấy rằng chúng ta không còn đẹp nữa trong mắt anh ấy, hãy nghĩ lại, mình đã đẹp, đủ đẹp như ban đầu để thu hút anh ấy chưa? Đừng bao giờ, Hương cảm thấy rằng đã có một thời gian Hương nghĩ rằng ô, mình sinh con thì mình đã phải quyền xấu. Cái quyền xấu là đặc quyền của người phụ nữ đã lập gia đình và sinh con, và người đàn ông phải chịu không các bạn? Các bạn có bao giờ chấp nhận rằng mình phải chịu cái nhà xấu không? Không, các bạn lúc nào cũng phải đòi hỏi rằng nhà mình phải đẹp hơn, xe đi phải đẹp hơn, mọi thứ đều phải đẹp hơn, thì bản thân bạn cũng phải mong muốn chồng mình đâu có phải sồ sề, đúng không? Thì chúng ta hãy nên nghĩ rằng chồng mình cũng mong muốn, mặc dù với tình yêu thương thì chồng mình sẽ yêu thương mình rằng những cái vết rạn trong cơ thể mình là sinh con là sự hy sinh rất là lớn. Nhưng ngoài ra chúng ta hãy nỗ lực để làm đẹp, làm đẹp cho bản thân mình trước đã, cho ba má mình vui đã, rồi mới tới chồng mình có vui hay không. Cho nên các bạn đã, bản thân các bạn đã tự bỏ lơ mình để cho một cái người khác chen vào vị trí của bạn, đó là lỗi của bạn đầu tiên. Và lỗi nữa là khi mình có lỗi rồi mình không việc gì lắp thêm một cái sai lầm là mình phải đi đánh ghen. Bởi vì sao? Giống như Hương nói trong cái trường hợp livestream của Hương nói đó, Hương đợi cả một cái câu chuyện livestream, Hương nói rằng giá trời là cái người chồng này thức tỉnh dậy rồi dỗ về cho cái người vợ này thì nó là một cái kết thúc có hậu không. Coi như là đau khổ cả một cái livestream rồi ngồi nhìn chồng mình ngủ với người yêu, cuối cùng nó dậy nó đánh cho rớt cái điện thoại luôn. Hương nói chi vậy? Chi vậy? Nếu là Hương, thật sự ở trên sóng thì mình không có nên cổ suý, nhưng Hương nói nếu là tâm trạng của một người phụ nữ đánh ghen, ngay lúc đó là bạn chửi là được quyền đúng, bởi vì mình đã sinh con, mình đã hy sinh rất là nhiều mà chồng mình nó làm điều này, thì mình được quyền chửi. Và người đàn ông nên nghĩ rằng tôi có được quyền chửi, người vợ mình có được quyền chửi là đúng, bởi vì các bạn đang sống rất là không giống với một con người nên sống, vì dẫu sao cũng là còn một cái tình, cái nghĩa. Và người phụ nữ chửi là đúng, bởi vì người ta bị ức chế quá mà. Nếu như tôi trong cái trường hợp đó, một là đến lấy một viên sôi nước sôi tạt lên luôn, rồi xong là mình bị bắt đó, mình bị bắt giam, gia đình mình đi thăm nuôi đó. Đấy, cho nên cái trường hợp đó là rất là tệ hại, đúng không? Vậy nên nếu mà đến nơi livestream xong rồi dắt thêm kiên cả một cái gia đình chồng, lịch sự mời công an vào, dạ đây anh đó anh làm vậy sai luật hôn nhân gia đình, mời lập biên bản, cô này ký vào. Rồi xong cả ba người đó trước, bây giờ ý anh muốn sao, ý anh muốn lấy cô này, dạ em gả anh cho cô này đó, rồi tài sản về mình. Hương nghĩ là như vậy đó, chứ mình đâu có cần nhất thiết rồi mình chửi rồi mình anh em rồi mình đứng 15 phút mọi người coi quá trời, cuối cùng mình bị đánh không được. Mà trong khi nếu bạn đi một mình thì bạn rất là nguy hiểm, bởi vì người phụ nữ dẫu sao cũng phải là phái yếu hơn người đàn ông, đúng không? Rồi cho dù bạn nói bạn nghe, có dù gì đi nữa, lỡ đâu hai đứa đó nó ập lại nó đánh bạn thì rồi bạn nghĩ sao? Người thiệt hại nhất lại là con bạn, là ba mẹ bạn, chứ đâu ai thương mình đâu. Cho nên Hương rút kinh nghiệm rồi, nếu mà đi đánh ghen nên đi đi công an, đúng không bạn? Vừa đúng luật pháp nha, luật pháp của Việt Nam nữa. Bởi vì như vậy á, thì có luật pháp bảo vệ, có người làm chứng ra tòa, cũng có người bảo vệ quyền lợi cho bạn. Rồi thì phần tài sản chia về cũng thuộc về mình nhiều hơn, để mình nuôi con mình nha. Mình nuôi con mình chứ không phải mình dành tài sản đó lại để rồi mình làm những cái chuyện nó rất là xấu thì không phải. Đó, Hương nghĩ là cái điều đó là không có nên. Và người phụ nữ mà Hương nghĩ, người phụ nữ mà phải trải qua điều đó, bao giờ cô ấy mới lành lặn được cái vết thương trong lòng. Tổn thương sâu sắc, tổn thương rất sâu sắc. Và Hương rất là đồng cảm với cô ấy. Khi mà Hương xem cái đó, Hương chỉ cảm thấy rằng Hương muốn khóc. Khóc là bởi vì sao thân phận phụ nữ nó quá là tệ hại. Bởi vì Hương có vào Facebook cô ấy, cô xem.